ITV. Chúng ta đang học về lập trình Java và đây là bài số 79. Trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các thành phần và bố cục của một cái chương trình khi mà chúng ta lập trình à, ứng dụng desktop dựa trên Java Swing các bạn nhé. OK, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học luôn. À, đây, à, mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn một số cái hình ảnh để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Các bạn có thể nhìn ở trên màn hình giúp mình á đây là một cái chương trình được lập trình bằng cái ngôn ngữ à, lập trình Java và sử dụng cái phiên bản cũ là phiên bản AWT. Đây là một cái cửa sổ đăng nhập. Thế thì các bạn có thể nhìn trên cái cửa sổ đây này nè, nó bao gồm rất là nhiều cái thành phần khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy đó, cả một cái cửa sổ này, người ta gọi nó là một cái frame. Frame là một cái khái niệm cũ ở trong cái Java AWT và sau này khi nó lên Java Swing thì nó thêm chữ Z phía trước gọi là ZFrame. Thì khái niệm về Z-Frame chúng ta đã học trong cái bài hôm trước à, Thì trên Z-Frame này các bạn có thể đặt ra những cái panel uh, Panel khác nhau Panel á, thì uh, nó là một cái vật chứa Nó có thể chứa những cái thành phần khác Và một cái panel thì nó lại có thể chứa một cái panel khác Các bạn thấy không? Ví dụ trong đây là mình có hai cái panel Panel của cái phần Login Password Và một cái panel bên dưới á, Các bạn nhìn thấy một cái hình, hình chữ nhật ở bên trong Mà họ họ gạch đứt đứt á. Thật ra thì cái nó gạch đứt đứt này nó sẽ không À, nó nó sẽ không có đâu nhưng mà người ta cố tình người ta vẽ ra để cho các, các bạn hiểu rằng đó là bên trên này là một cái panel và bên dưới này là một cái panel panel nó là một cái vật chứa các bạn nhé rồi ok các bạn thấy không trong cái chương trình của mình á nó có một số cái label label ví dụ là login password thì label nó là những cái mà hiển thị cho chúng ta những cái đoạn văn bản để giúp cho người dùng biết được cái trường đó hay là cái nơi đó nó có ý nghĩa gì và chúng ta sẽ cần phải nhập vô cái gì đó test view test view là những cái nơi mà chúng ta có thể gõ được những ký tự hay là những cái con số vào bên trong một cái chương trình và những cái button là những cái nút nhấn những cái nút nhấn này thì chúng ta có thể click chuột vào click chuột vào hoặc là chúng ta đưa cái focus vào cái con chuột đưa cái focus vào cái nút và chúng ta nhấn enter hoặc là cái nút thì các bạn cũng có thể là tạo ra cho nó những cái shortcut để chúng ta nhấn nhanh luôn ví dụ các bạn có thể nhấn ctrl c ctrl a ctrl v gì đó, đó. thì toàn bộ những cái này nè Người ta gọi nó là những cái component. Component là gọi hay còn dịch sang tiếng Việt nó là thành phần đó các bạn. Một cái cửa sổ chương trình nó sẽ bao gồm rất rất nhiều cái thành phần uh, uh, kết hợp với nhau. Nhưng một số nó, nó nhưng nó sẽ chia thành hai cái nhóm. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm có thể chứa những cái thành phần khác. Người ta gọi nó là container. Tiếng Việt gọi là container đó các bạn ạ. À. Những cái như là những, những, những cái xe to to mà các bạn hay thấy trên đường á, nó di chuyển thì nó sẽ chứa được những cái vật trong đó. Và nó sẽ uh, uh, Trong những cái vật nhỏ đó thì lại có thể chứa những cái vật khác đó. Thì những cái container là những cái vật Mà có thể chứa được những cái Những cái component khác Nó cũng là một component Nghĩa là nó cũng là một cái thành phần Nhưng mà cái thành phần này lại có thể chứa những cái thành phần khác đó. Đó. Thì ở trong Ở trong cái ngôn ngữ lập trình Java Thì các bạn sẽ có một số cái đối tượng Liên quan tới container Thì container này chúng ta sẽ học qua từng bài một Mỗi một bài chúng ta sẽ học một lớp thôi À, một hai lớp thôi hôm trước thì chúng ta có làm quen với frame hay là z frame là đúng không ạ thì uh, trong cái bài tiếp theo đó, chúng ta sẽ làm quen với z panel uh, để các bạn sẽ hiểu được z panel là gì rồi sau đó là z window rồi dialog, applet, container vân vân uh, rất là nhiều thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ học hết từng 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 bài từng bài một chúng ta sẽ làm quen với những cái container này rồi uh, ở đây thì mình uh, ở đây là các bạn thấy là nó có một khái niệm nữa đó là control list uh, Control list là những cái uh, đối tượng điều khiển của chúng ta Ví dụ các bạn có thể là có cái label nè là để hiển thị ra test nè Test view nè để chúng ta có thể gõ được văn bản vào nè Rồi cái button là cái nút mà chúng ta có thể nhấn được ở trên một cái cửa sổ chương trình Rồi các bạn cũng có thể là cho checkbox chẳng hạn Checkbox thì các bạn sẽ thấy rằng là nó um, Nó có thể là click chuột vào đó. Uh, Nhưng mà có thể chọn nhiều còn radio boston thì nó sẽ chọn một trong những rồi uh, cái drop down list thì nó sẽ cho phép chúng ta chọn ví dụ các bạn là chọn chọn các bạn sinh tháng bao nhiêu thì người ta thường sử dụng cái này đúng không rồi list list thì các bạn là một cái danh sách danh sách thì chúng ta có thể chọn một hoặc là chọn nhiều hoặc là test area là chúng ta có thể viết ở trên nhiều cái dòng khác nhau ok các bạn chờ mình một chút mình sẽ cho các bạn xem cái một số cái component mà trong cái chương trình hôm nay chúng ta sẽ làm quen À, OK, nhé, mình sẽ đào cái này về rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đây là một cái chương trình Java mà người ta viết ra sẵn rồi, à, giúp cho chúng ta có thể hiểu được cái cái component đó là gì thôi. Thì ở đây các bạn thấy không? Ở đây nó là một một số cái thành phần ở trong cái à, khi mà các bạn lập trình liên quan tới Java nó sẽ có những cái thành phần này. Ví dụ đây là những cái những cái Uh, checkbox này các bạn thấy không? Đó những cái checkbox này thì chúng ta có thể chọn một hoặc là chọn nhiều. Đó, ở đây là những cái button mà chúng ta có thể click chuột vào. Đây là những cái button luôn, các bạn không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm ra những chương trình nó đẹp như thế này, các bạn. Rất, nó nó sẽ không khó đâu, nhưng mà các bạn sẽ phải học từ từ, thì các bạn mới thấy được. Ha, ở đây là những cái radio button nè. Đó, rồi bên đây, bên đây thì nó lại là uh, 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 những cái khu vực để các bạn có thể chọn được màu sắc chẳng hạn. Đó, các bạn thấy không? Đó rồi bên đây là cái sự drop down list thì nó sẽ là liên quan tới phần là à, lựa chọn, ở đây mình cancel nhé, đây rồi mình sẽ chuyển qua cái phần là lựa chọn nè, đó, các bạn thấy không? đây, những cái này người ta drop down list đó, yeah, được đó. chưa? cái này là một vài cái ví dụ thôi, à, đó, rồi ở đây là một cái à, cái list chẳng hạn, à, cái list thì các bạn có thể chọn nhiều cái như thế này, đó, chọn một hay chọn nhiều nhé, đó, rồi ở đây là các bạn có thể hiện thị ra cái test area thì trên test area các bạn có thể hiển thị cả hình ảnh luôn các bạn thấy rất là hay đúng không đó rồi nó đây là những cái checkbox à, đây là à, một cái list box nè à, một cái list nói chung là nó sẽ có rất là nhiều thành phần dù cả cái một cái table nữa à, thì từ từ chúng ta sẽ qua từng bài từng bài một thì chúng ta sẽ học hết từng cái à, từng cái một ok những bài đầu tiên thì chúng ta hiểu sơ thôi tức là trong Java thì nó sẽ có những cái cái loại điều khiển như thế này và chúng ta sẽ thông qua những cái bài tập đó, thì các bạn sẽ dần dần các bạn làm quen được hết với những cái loại điều khiển này và chúng ta sẽ hiểu nó là gì nhé rồi chúng ta sang à, à, mình sẽ nói thêm một chút xíu đó là à, cách thức để mà chúng ta thêm một cái điều khiển vào cái vật chứa là cái container đó. là chúng ta sử dụng cái hàm là add, add nha các bạn là add là thêm đó là cho chúng ta bỏ vào cái component là xong à, rồi ok à, mình sẽ nói sơ hết rồi sau đó chúng ta sẽ đi code để chúng ta xem những cái component nó hoạt động như thế nào nhé Rồi à, Bố cục chương trình Bố cục chương trình nó Hay còn gọi là layout Thì từ đây đổ đi thì mình sẽ gọi nó là layout các bạn nhé à, mình Nó là bố cục chương trình Thế bố cục chương trình nó là cái gì Nó là cái sự sắp xếp các bạn ạ à. Chúng ta sẽ có trong một chương trình các bạn sẽ có menu này đúng không Rồi các bạn sẽ có khu vực để hiển thị hình ảnh Rồi khu vực các bạn hiển thị test Rồi khu vực các bạn hiển thị thông tin liên hệ rồi khu vực các bạn hiển thị ra những cái nút nhấn chẳng hạn thì toàn bộ những cái đấy đấy nó phải được bố trí lên trên một cái cửa sổ màn hình. Thế thì cái việc mà chúng ta bố trí nó như thế nào thì người ta gọi nó là layout. Các bạn hiểu kịp không ạ? Đó là chúng ta sẽ bố trí nó như thế nào như thế nào rồi cái gì nằm ở trên cái gì đó. Rồi cái gì thì gom cụm lại với nhau thành một cái khu vực hiển thị. Đó. thì tất cả những cái đó người ta gọi nó là layout. Thì layout các bạn sẽ thấy các bạn sử dụng rất là nhiều trong thiết kế đồ họa. Ví dụ như các bạn là làm một cái website thì các bạn phải ra được cái layout của website đó chẳng hạn. Các bạn hiểu kỳ không ạ? À? <laughs> ok. Thế thì trong Java nó sẽ có một số cái dạng layout uh, layout các bạn nhé. Ví dụ là flow layout rồi các bạn có grid layout rồi border layout. Thì mỗi cái thằng này nè nó sẽ có một cái cách hiển thị khác nhau. Ví dụ như là flow layout thì nó sẽ hiển thị flow là là làm cái dòng đó các bạn làm một cái dòng chảy đó thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái thành phần ví dụ đây mình có một cái nút nhấn và một cái nút nhấn thì cái flow layout này nè nó sẽ lần lượt đi từ bên trái sang bên phải các thành phần nó sẽ đi từ bên trái sang bên phải hoặc là từ bên phải sang bên trái thôi đó là cái việc hoặc là canh ở giữa cái chương trình thôi canh ở giữa chương trình tí nữa chúng ta có thì các bạn sẽ hiểu kịp hơn nhé. <laughs> grid layout grid layout thì nó sẽ đưa các bạn vào tạo ra thành một cái lưới cái lưới này thì nó sẽ có những cái thành phần là có kích cỡ giống nhau các bạn có thể tạo ra lưới là 1, 1, rồi 1, một uh, hay là bao nhiêu đó tùy tùy cái bài toán của các bạn nhé thì chúng ta có thể tạo ra những cái lưới như thế này để các bạn có thể uh, hiển thị ra những cái thành phần nó có kích cỡ giống nhau rồi border layout border layout thì nó sẽ chia ra những cái khu vực như là đông tây nam bắc thì cái border layout này rất là nhiều chương trình đang sử dụng ví dụ các bạn thấy không các bạn thấy là cái Google Chrome của mình đang có sử dụng cái border layout này phải không? Ở phía bên trên này nó hiển thị cái menu, ở phía bên bên dưới này nè, là phía nam này nè thì nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin, những cái panel nào đó liên quan tới việc mình tải chương trình về chẳng hạn. Rồi bên tay trái, rồi bên tay phải, rồi ở giữa là cái center. Đó thì rất là nhiều cái chương trình nó sử dụng cái dạng là border border layout kiểu này nhé. Và những cái từ khóa như là north là phía bắc nè, south là phía nam nè, east là phía đông nè. West là phía tây nè và Center là ở giữa thì chúng ta phải thuộc luôn thuộc luôn những cái từ khóa này để khi mà chúng ta lập trình đó để chúng ta dễ hiểu hơn nhé. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra Eclipse và mình lại giải thích lại từ đầu cho các bạn về những cái thành phần những cái bố cục này như thế nào. Trong bài hôm nay thì các bạn sẽ phải hiểu được những cái bố cục nó là cái gì. Rồi những cái bài tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý những cái sự kiện ví dụ như nhấn chuột một cái thì chúng ta sẽ làm gì nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở Eclipse ra nha và mình sẽ tạo ra bài Java số 79, <laughs> new Java project nha, rồi Java số 79 nè, Java số 79, rồi trong Java số 79 này thì mình sẽ tạo ra một cái package package này nó có tên là package view nhé. OK, xong cái bắt view rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, viết thử cái chương trình để hiển thị ra được những cái layout này và chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái uh, một cái component đơn giản đó là một cái nút nhấn hoặc là một cái Z label, một cái button hoặc là một cái Z button hoặc là một cái Z label các bạn nhé để chúng ta chạy, để chúng ta add nó vào thử nha. OK, Thế thì bây giờ chị chúng ta sẽ uh, làm từng cái ví dụ nha. Ví dụ về flow layout trước nha. Đây ví dụ về flow layout. Thì mình sẽ new một cái ở đây, new class yeah. Mình đặt tên nó là ví dụ ship gạch như thế này. Flow layout đó. Thì bây giờ á mình muốn cái flow layout này nó thành một cái chương trình à, có giao diện á thì các bạn nhớ giúp mình đó là chúng ta sẽ à, lập trình nó theo cái dạng là GFrame và chúng ta sẽ extend Z frame. Các bạn có nhớ cái bài này hôm trước là chúng ta học rồi nha. Cái này, bạn nào mà chưa hiểu được á, các bạn đừng có nhảy cốc. Các bạn chịu khó đi học từng bài, từng bài, từng bài một giúp mình đi. Mỗi bài nó có 15 cho tới 30 phút thôi. Nhưng mà các bạn hiểu rõ được. Còn các bạn đừng có nhảy cốc lên đây, các bạn không hiểu được cái này là gì. À, ok, rồi. Thì ở đây mình có thể là à, viết ra một cái public như thế này. Public ví dụ nè. Đó. Flow layout. Ở đây mình sẽ không cần nhận vô cái gì cả. Đó, như thế này. Đó, này chưa. Rồi, trong đây thì các bạn có thể là gắn những cái hàm ví dụ là Set Title hay là Set Location, Set View vân uh, vân à, Ok thế thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái hàm main để chúng ta có thể là uh, nêu một cái ví dụ về Flow Layout luôn. Ha. Các bạn thấy không? Chúng ta có thể nêu ra như thế này Đó. Thế thì bây giờ các bạn sẽ giúp mình bắt đầu gắn cho cái ví dụ flow layout này một số cái thông tin nha ví dụ mình dis nè chấm set title <laughs> title thì hôm trước là các bạn học rồi đúng không chúng ta biết được cái hàm này, set title rồi rồi sau đó các bạn có thể giúp mình nữa là set một cái kích cỡ cho cái, cái cửa sổ này cửa sổ jframe này set size nè set size nha đó. set size ví dụ như là mình đến là 600 đi 400 rồi, đây hôm trước thì các bạn có nhớ có một cái hàm là chỉ chúng ta set được cái location không? Đó. Set location, <laughs> set location thì các bạn có thể truyền vào một cái tọa độ nào đó. Thì hôm nay các bạn mình sẽ nói với các bạn thêm là một cái hàm nữa đó là set location uh, relative to. Thì nếu mà các bạn sử dụng relative to mà chọn null á, thì phần lớn phần lớn những cái hệ điều hành nó sẽ hỗ trợ cho các bạn đó là căn giữa căn giữa cái uh, cái cửa sổ chương trình à, ăn giữa cửa sổ chương trình nghĩa là cái cửa sổ chương trình của chúng ta nó sẽ nằm ở giữa rồi các bạn có nhớ một cái hàm là chúng ta hiển thị nó ra là gì các bạn nha. set visible bằng bằng true à, ok rồi bây giờ thì mình sẽ chạy thử cái chương trình này trước trước khi làm những cái bài mới nha đấy các bạn thấy không đó cái cửa sổ chương trình của chúng ta nó nằm ở giữa màn hình đúng không các bạn đấy ví dụ về flow layout là nằm ở giữa chương trình rồi đó bây giờ á thì mình mới viết thêm một cái đoạn code nữa đó là à, set layout nghĩa là chúng ta sẽ set layout cho nó thế thì làm sao để set được layout cho cái à, một cái cửa sở chương trình thì trước hết các bạn phải tạo ra được cái cái layout đó ví dụ ở đây là mình muốn sử dụng là flow layout để làm ví dụ cho các bạn đúng không tức là cái bố bố cục á bố cục nó dạng là flow layout thì mình đánh ở đây là flow layout nhé rồi ok OK nhé. Rồi mình đánh là flow layout đây. Bằng new một cái flow layout như thế này. Đó. Thì các bạn thấy không? Uh, flow layout này nó có một vài cái hàm. Uh, ví dụ như uh, flow layout rỗng thì nó sẽ canh những cái thành phần của chúng ta từ bên trái sang bên phải. Còn ở đây nếu các bạn chọn là align flow layout mà có align á, nghĩa là cái chương trình của chúng ta nó sẽ là nằm bên trái, bên phải hoặc là ở giữa. Các bạn hiểu kịp không ạ? Rồi còn dưới này là nó sẽ uh, Alive và sau đó là uh, h và v gap nghĩa là khoảng cách giữa những cái thành phần theo chiều dọc và theo chiều ngang nó sẽ như thế nào thì mình sẽ thử từng cái thôi mình sẽ thử từng cái đầu tiên là flow layout không có gì hết nhé rồi sau đó mình sẽ tạo ra hai cái tông hai cái tông cho các bạn xem nhé thì button tông là cái nút nhấn á, thì các bạn chỉ cần đánh chữ gpu gpu uh, thì các bạn sẽ có thể đánh như thế này gpu một nha bằng nêu một cái gpu như thế này đó. Rồi. Thì mình ở đây mình sẽ truyền vào đây là à, số 1 đi. Số 1. Rồi. Tương tự như vậy thì mình có thể là copy ra như thế này. Đó. Rồi ở đây thì mình lại tạo ra là cái uh, số 2 này, Zipaton số 3. Cái này bài này thì chúng ta chưa có cái khái niệm cụ thể do đó mình mới đặt tên kiểu này nha các bạn. Còn trong thực tế làm việc đó là mình sẽ không đặt là 2, 123 nha vì chúng ta không hiểu đó là cái gì á thì vì cái này là bài này là bài ví dụ thôi do đó là mình chỉ tạo ra những cái khái niệm đơn giản như thế này thôi nha. rồi sau đó thì các bạn mới làm sao à ở trên đây mình thiếu một cái dòng là sau khi các bạn tạo ra được cái layout thì các bạn phải giúp mình là set layout layout thì các bạn truyền vô đây là cái biến layout mà các bạn vừa tạo ra đó à, cái cách mà hiển thị á thì chúng ta sẽ uh, sẽ sẽ bắt đầu bắt đầu là uh, s add các thành phần và thêm các thành phần vào đó, thì các bạn lấy disk nè chấm s như thế này đó rồi các bạn truyền vô đây từng cái button một nha gì button một nè đó rồi bây giờ mình copy xuống cho, cho nó, nhanh nha đây control c nè gì button hai gì ba đó các bạn sẽ thấy tí chúng ta chạy là các bạn sẽ thấy liền các bạn thấy không à là sao chúng ta ép được rồi đó nhưng mà các bạn thấy là nãy mình tắt tắt chương trình rồi mà nó vẫn đỏ nè và các bạn thiếu một cái phương thức đó là phương thức gì nhỉ this chấm set default on close thì các bạn sẽ lấy giúp mình là z frame các bạn làm gì nha z frame các bạn chấm assist on, load, on, on close nha yeah. nếu mà cái cửa sổ chương trình chính thì chúng ta sẽ chọn exit on close còn những cái cửa sổ phụ cửa sổ thông báo đó rồi á thì thông báo ra một cái thông tin á thì chúng ta sẽ chọn là do nothing hay là gì gì đó nha các bạn hay là dispose hay gì đó ok rồi mình phải tắt cái chương trình cũ đi mình phải nhấn vào cái nút đỏ này sau đó mình click chuột ở đây mình chọn Run S, mình chọn Java Application. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái chương trình của mình á, nó sẽ được hiển thị ra. Đây, à đây đây đây, cái chương trình của mình nó hiển thị ra như thế này trên màn hình, các bạn thấy rõ không? Và ở đây mình có một số cái nút nhấn nè, 1, hai ba lít chục được nè, các bạn thấy chưa? Đó, và những cái nút này nè, nó sẽ lần lượt là nó sẽ uh, đi theo một cái hàng. Nhưng mà các bạn thấy đó, là khi mà mình kéo cái này lại nè, các bạn nhìn nha, nhìn nha, nhìn nè, đó, các bạn thấy không? nó tự động nó xuống dòng đúng không? Nghĩa là cái flow layout á là nó theo một cái dòng chảy và nó cứ ship từ bên trái sang bên phải hoặc là ngược lại từ bên phải sang bên trái thôi. Và các bạn thấy rằng là khi mà cái cửa sổ chúng ta to nhỏ thì tự động nó sẽ đẩy những cái thành phần này xuống dưới để cho nó không bị mất đi mà chúng ta vẫn nhìn được và chúng ta vẫn click chuột được cho dù là cái kích cỡ màn hình của mình nó có như thế nào đi nữa. Các bạn thấy kịp không ạ? À? Đó, flow layout nó 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 như thế nha các bạn. Đó. Rồi, cái flow layout thì các bạn có thể có nhiều cách để chúng ta tạo ra đây là cách đầu tiên đây mình sẽ copy xuống cho các bạn nhé đây như thế này Ctrl C nha Ctrl V đó chúng ta sẽ tạo ra cái layout ship gạch một nè layout ship gạch hai để cho các bạn hiểu được đó là nó nó sẽ khác nhau như thế nào nó sẽ khác nhau như thế nào giữa những cái giữa những cái cái cái, cái dạng khi chúng ta khai báo ra thì ở đây ấy, các bạn nên nhớ rằng là nó có ba cái hàm để chúng ta có thể là à, sử dụng ví dụ như mình chọn cái thứ thứ hai đi là cái flow layout chỗ này nhé thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ lấy flow layout nè mình chấm đây là canh trái canh phải canh giữa đúng không hay là hay là à, đây canh giữa nè canh trái canh phải nè list à, listing là từ là ở trên nữa đó các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ thử căn bên phải thôi Căn bên phải cho các bạn xem Thì thay thay vì ở đây là chấm set layout á, Thì mình sẽ là Mình sẽ gọi một cái hàm là chấm set layout 1 Thì các bạn có thì các bạn cứ thử hết từng cái tình huống xem coi Cái flow layout nó hiển thị ra những cái Thành phần của chúng ta nó như thế nào nhé Đó Rồi Bây giờ cũng là ba cái nút nhấn lúc nãy Mình chạy lại cái chương trình cho các bạn xem Nha Run S nè Chọn Java Application đó. các bạn thấy không? Những cái nút nhấn của mình nó được hiển thị từ bên tay phải sang bên tay trái, bên tay phải sang bên tay trái các bạn nhé. Đó, rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta tạo ra cái flow layout, layout kiểu là center đi. Từ phải từ trái sang phải từ center đi nhé, center nha. Rồi center là ở giữa. Nhưng bây giờ mình có thêm uh, cái khoảng cách giữa những cái thành phần. Ví dụ như mình muốn cho khoảng cách giữa thành phần này đó là uh, 10 10 đi, nghĩa là nó cắt nhau 10 10 10 10 giây 10 like các bạn thử nha. Bây giờ mình cứ thử thì các bạn sẽ thấy cái cái cách mà nó hiển thị ra như thế nào thôi. Thì chúng ta chưa hiểu hết thì chúng ta cứ à, lập trình từng thằng từng thằng một để chúng ta hiển thị nó ra như thế này nhé. Ok. Rồi, mình tắt đi mình chạy lại nè. Các bạn chịu khó các bạn ngồi gõ nha, các bạn mà không gõ code xuống thì các bạn sẽ không hiểu nó là gì đâu. À. Đây các bạn thấy không? Cái khoảng cách giữa số 1 và số 2 này nó to hơn rồi đó. Bây giờ mình có thể là cho cái này thành thành 50 đi. Đó, khoảng cách giữa hai thằng này là 50 50 theo chiều dọc và theo chiều ngang. Bây giờ mình chạy lại chương trình các bạn xem nhé. Run S Đó các bạn thấy không? Những cái nút này nó xa nhau, nó cách nó xa nhau. Rồi từ trên xuống dưới nó cũng xa nhau đó. Nó sẽ là kiểu là 50 pixel đó các bạn ạ, à. 50 pixel ở trên màn hình của chúng ta đó nhé. Ok, rồi như vậy là chúng ta đã đi qua được một cái khái niệm đầu tiên đó là khái niệm về flow layout rồi à, chúng ta còn hai cái thằng khác nữa đó là cái thằng là uh, grid layout và border layout các bạn nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ về grid layout các bạn nhé thế thì để nhanh đó thì mình sẽ copy lại cái bài này để chúng ta sửa lại một chút chút xíu thôi mình sẽ copy xong mình phải chuột mình pass như thế này thì mình sẽ sửa lại đây lại là grid layout Ok, thế thì grid layout nó khác với flow layout chỗ nào nữa thì các bạn để giúp mình nhé. Ở đây là mình sẽ thay vì là flow layout thì mình sẽ là grid layout như thế này. Đó. Các bạn thấy nó có một cái là grid layout nữa thì mình sẽ không đề cập đến. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé. Rồi, grid layout. Đó. Mình ở đây mình nêu một cái grid layout. Các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ cũng có um, nó sẽ có ba 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 dạng. Dạng đầu tiên đó là nó sẽ không có nó không có cái uh, cái thông số nào bên trong cả. Nhưng cái dạng số 2 và cái dạng số 3 thì nó lại có những cái thông số bên trong. Thì bây giờ mình sẽ đi từng cái một nhé. Đây. Đó. Thì cái dạng này nè, là chúng ta cái dạng số 2 là chúng ta sẽ định nghĩa số lượng dòng và số lượng cột luôn. Ví dụ như mình định nghĩa là 4 dòng 4 cột đi. À, còn cái thằng này á, thì nó sẽ là ví dụ là 4 dòng 4 cột nhưng mà khoảng cách giữa mỗi thành phần đó là 25 pixel tức là nó có cái sự khoảng cách với nhau thôi đó, các bạn thấy không ở đây thì tí nữa các bạn sẽ xem thôi. khi mà chúng ta set layout thì các bạn sẽ thấy nó sẽ như thế nào nhé rồi ở đây thì các bạn sẽ thấy nè đây nè mình không sử dụng flow layout nữa mà mình sẽ sử dụng grid layout nhé <laughs> đó chúng ta cấp chúng ta để y như vậy nhé và chúng ta chỉ cần sửa đổi một chút xíu ở chỗ cái phần đó là thay vì layout là flow là nó làm một cái dòng chảy từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái thì chúng ta sẽ chuyển sang thành là grid layout các bạn nhé đó bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem cái bài này run s chọn java application này các thấy không đây các bạn thấy không chúng ta có ba cái nút nè grid layout đầu tiên là chúng ta không xác định là à, cái 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 lưới của chúng ta nó có bao nhiêu phần tử á thì các bạn sẽ làm theo kiểu này đó. đó các bạn thấy không nó có một cái lưới mà nó chỉ có một dòng thôi đó bây giờ thì mình chuyển sang cái cái thằng thứ hai này đó là xin lỗi mình chọn là grid layout 2 nhé nhưng ở đây thì các bạn thấy rằng bây giờ ba cái nút thì nó sẽ không hiển thị được hết những cái những kết quả của chúng ta thì bây giờ mình sẽ cho một cái dòng lập for đi for nhé for. Rồi, for đi từ 0 cho tới tới 10 đi, tới 9, tới 10 nhé tới 10 là bé hơn 10 là tới 9 đó, Rồi. Thì mỗi lần như thế này thì mình sẽ tạo ra một cái G button. G button nhé. Đó. Mình sẽ điền vô đây là y, nghĩa là mình sẽ tạo ra 10 cái G button khác nhau từ 0 cho tới 9. Rồi mình cũng sẽ gọi cái hàm là dis.s. Ở đây thì mình sẽ mình sẽ không có không có add thành phần theo kiểu là từng cái nút nữa. Mà lúc này mình sẽ add cả cùng một lúc đó là 10 cái nút nhấn luôn cho các bạn xem nhé Thì các bạn sẽ xem kết quả nó sẽ như thế nào. Đấy mình sẽ thay đổi một chút nha. Đó. Vì cái gì button nó chỉ nhận vào test thôi. Do đó các bạn cộng thêm cho mình một cái khoảng trắng ở đây. Vì Y nó đang là số nguyên á. Thì mình cộng cho cái khoảng trắng thì nó sẽ chuyển sang thành văn bản. Rồi các bạn nhìn giúp mình nha. Các bạn để ý giúp mình nha. grid layout của mình nè. Run S chọn Java Application nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó thành một cái lít không? Thành một cái lít không? Đó, một cái lưới. Đây, Để, nếu mà các bạn có 12 phần tử á, là nó đủ cho là... À, đủ cho là... Hồi nãy là mình chọn là 44 nha. Thì sao ở đây nó chỉ có 3 thôi. 34 Mình xem lại nhé. À... bốn dòng này là số lượng dòng nè và đây đây là số lần cột. Chúng ta đang chọn grid layout 2 là cái này là đúng rồi. À, chạy lại xem coi tại sao nó có nó có 3, 3 cột thôi. 1 2 3 cột. Đáng lý nó phải là 4 dòng 4 cột mới đúng ha. Mà mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Rồi ok, ở đây mình sẽ cố tình mình sửa nó thành thành 5 đi. 4 ha, 4, 4 dòng. Đây chúng ta chúng ta chúng ta sẽ kiểm tra lại cái dòng này một chút xíu các bạn nhé. Chúng ta sẽ new grid layout nè. Rồi ở đây là số lượng rows là số lượng dòng và cái thằng thứ hai nó sẽ là số lượng cột. Thì thì mình sẽ nhập lại nha mình sẽ nhập lại đây là 4 nè đây là 5 nè đây là 44 4. 4 x 4 thì là 16 16 mới đủ mới đủ Ok mình cho lên 16 luôn à, bé bằng 16 thì xem coi 16 cái nút của mình nó có được vào cái lưới 44 hay không nhé à, như thế này thì nó lại đủ nè các bạn ạ à hồi nãy nó sẽ không đủ số lượng thành phần để nó hiển thị ra một cái lưới là 44 á. Do đó là nó phải <laughs> nó phải đảm bảo là số lượng số lượng dòng nó là 4 rồi nó lấy nó chia 4 thì mỗi dòng là 3 đó các bạn. Các bạn thấy không? Lúc này grid layout nó tạo thành một cái lưới nó như thế này. Đó, các bạn thấy rất là dễ hiểu đúng không ạ? Rồi, tương tự như vậy thì bây giờ ở đây nè, mình uh, sử dụng cái grid layout số 3. Các bạn khi mà các bạn có thì các bạn thử giúp mình từng thằng một nha. Đó. Rồi sau đó mình chọn Run S ở đây, mình chọn Java Application ở đây. Đó. Thì các bạn sẽ thấy những cái nút này nó được khoảng cách với nhau ở một cái một cái khoảng cách nhất định đó là 25 pixel. Đó, thấy chưa? Như vậy thì cái grid layout á nó sẽ giúp chúng ta bố trí những cái thành phần trên một cái lưới và trên cái lưới này thì nó 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 sẽ có những cái thành phần nó có kích cỡ giống nhau. Bây giờ mình hỏi là trong thực tế có cái ứng dụng nào sử dụng grid layout không các bạn? Có nha. Ví dụ như các bạn thấy rằng ở trong cái cái chương trình của chúng ta trên trên cái hệ điều hành của chúng ta thường nó sẽ có một cái cái gọi là calculator thì phải đây một cái máy tính thì cái máy tính các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ cố gắng nó bố trí những cái nút này các bạn thấy không cái máy tính này đó. thì nó bố trí, bố trí thành một cái lưới như thế này nó bố, bố trí thành một cái lưới vuông như thế này đó, nó là grid layout đấy rồi thì mai mốt đó, tùy cái chương trình của chúng ta viết ra chúng ta sẽ sử dụng cái layout nào cho cho nó thích hợp chúng ta chuyển sang một cái thằng layout còn lại đó là uh, border layout thì mình cũng sẽ copy cái này xuống nhé à, mình copy cái bài đầu tiên xuống đi rồi copy nè pass nè nó ví dụ về border layout thật ra cái số lượng layout ở trong cái ngôn ngữ lập trình java là nó nhiều hơn nhưng mà mình chỉ hướng dẫn các bạn là ba cái layout cơ bản nhất rồi sau đó khi đụng chạm một cái tình huống nào đó cụ thể á thì uh, mình sẽ nói rõ với các bạn đó là những những cái layout mới đó còn à, hiện giờ là chúng ta sẽ chỉ tập làm quen với ba cái layout này thôi thì nhớ giúp mình đó, là cái border layout nó sẽ có năm cái thành phần phía bắc phía nam phía đông phía tây và ở giữa các bạn nhé đó phía bắc phía nam phía đông phía tây và ở giữa như vậy thì ở đây nè các cái thành phần của mình đó, mình sẽ cần phải có năm thành phần đúng không thì mình sẽ tạo ra năm cái bút tông nhé năm 5... à, xin lỗi mình sẽ sửa trên đây trước là border layout nhé. Rồi mình sẽ sửa thành border layout hết cho mấy cái thằng này. này. Ừ. cái thằng này thì nó sẽ không có <laughs> không có cái dạng này. À, border layout thì nó chỉ có hai cái hai cách thôi. đó là cái đầu tiên và cái cuối cùng thôi bên dưới thôi à, Thì à, cái đầu tiên là nó sẽ không có khoảng cách giữa các thành phần, cái thứ hai là nó sẽ có khoảng cách giữa các thành phần nha. Rồi, ok. Thế thì bây giờ ở đây mình sẽ thử Xét đầu tiên là cái à, cái này mình chưa sửa nè. Mình sửa chữ flow này thành chữ border nha các bạn. Border layout. Rồi, border layout 2. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. À, với cái border layout trước, một tí nữa chúng ta sẽ chạy cái border layout hai sao Thì để đủ số lượng thành phần thì các bạn giúp mình thêm uh, mấy cái nút nữa nhé. Đấy, thêm mấy cái nút nữa thì nút số 4 và nút số 5 nè. <laughs> Rồi. Khi mà các bạn add vào uh, add thành phần vào bên trong một cái border layout á thì các bạn sẽ phải giúp mình là xác định xem là chúng ta add vào khu vực nào, add vào khu vực nào của chương trình. Ví dụ như mình nhấn ép cái nút button số 1 này Nhưng các bạn phải ép vào khu vực phía Bắc, phía Đông, phía Tây, phía Nam Thì các bạn sẽ lấy như thế này Ví dụ như là mình ép số 1 vào phía Bắc đi Thì mình sẽ nói rằng À tôi ép cái zip button 1 này vào Nhưng mà vào chỗ nào? Vào phía Bắc nha <laughs> Rồi Ok Tương tự như vậy thì mình muốn ép cái zip tông 2 này vào chỗ nào? Hay mình muốn ép nó vào phía Nam của chương trình Rồi các bạn cũng có thể ép cái nút số 3 này vào đâu? Ví dụ như là À, uh vào mé bên tay tay trái các bạn đi tay trái là phía tây đúng không phía tây là phía tây là west est mình xem lại nhé đây phía tây phía tây là west rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ có là hai cái nút còn lại thì chúng ta sẽ ép nó vào cái khu vực là à, 4 nè và 5 nè thì cái này là mình sẽ ép nó vào phía đông Rồi, các bạn sẽ có thể add thằng này vào sen center, tức là ở giữa. Nó như vậy là xong rồi đó. Thì chúng ta sẽ cũng sẽ xem thử kết quả của thằng border layout nó như thế nào nha. Đây, mình phải chuột mình run S nè. Java application. Đấy các bạn thấy không? Đây là cái chương trình của mình theo cái dạng là border layout. Có rất nhiều chương trình theo cái dạng này các bạn nhé. Ví dụ Eclipse hay là Google Chrome mà chúng ta đang sử dụng á, nó cũng theo cái border layout nó chia ra cái thành phần như thế này đó các bạn, thấy không? à, số 1 nè là phía bắc nè tích chuột được nè số 2 nè phía nam nè đó số 3 là phía tây nè số 4 là phía đông nè và số 5 là center nè đó như vậy là chúng ta vừa làm quen với các border layout rồi đó chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng cái border layout số 2 bên dưới để cho các bạn thấy rằng là nó có cái khoảng cách nhé mình ở đây mình sửa lại là 15 15 thôi tại vì 50 50 thì nó to quá rồi mình run S chọn Java application đó các bạn thấy không nó có sự khoảng cách giữa năm cái thành phần này thì trong thực tế á, có rất là nhiều cái chương trình nó sử dụng cái border layout này đó. ví dụ như là eclipse các bạn thấy không phía trên thì nó hiển thị cái menu và những cái nút nhấn bên tây, bên phía tây thì nó sẽ hiển thị ra cái cây cái cây thư mục này như thế này bên phía đông thì nó sẽ hiển thị ra một số cái thông tin debug nếu các bạn mở cửa sổ debug đó phía nam thì nó hiển thị ra các cửa sổ console và ở giữa là center thì nó sẽ hiển thị ra đoạn code Ví dụ một cụ thể chương trình nó sẽ như thế đó các bạn nhé Rồi Trong bài này thì chúng ta làm quen với cái Cách để chúng ta bố trí được Những cái thành phần lên trên một cái cửa sổ chương trình Theo cái layout kiểu gì à, Mình nhắc lại Flow layout là theo một cái dòng chảy Grid layout là theo cái lưới Và border layout là nó theo cái dạng là đông tây nam bắc và ở giữa Thì Mình có một câu hỏi như thế này Rất là mong các bạn sẽ comment xuống Là theo các bạn thì trong thực tế Chương trình nào sử dụng flow layout chương trình nào sử dụng grid layout và chương trình nào sử dụng border layout thì các bạn sẽ comment giúp mình nhé các bạn comment giúp mình xem coi là à, có những cái ví dụ nào không thì từ những cái ví dụ các bạn thì trong những video clip tiếp theo thì mình biết đâu mình lại làm bài tập về cái về cái chương trình đó chẳng hạn ok à, trong các bài tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là bắt đầu xử lý những cái sự kiện ví dụ như là khi người ta nhấn một cái nút thì chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ xử lý cái chương trình nó như thế nào người ta nhập một cái test thì người ta mình sẽ xử lý cái chương trình như thế nào thì trong cái bài tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm quen với cái phần đó và chúng ta cũng sẽ học kỹ về đô view controller là MVG các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo nhé mỗi video thì mình rất là mong các bạn sẽ có sự tương tác nếu bạn đang học thì bạn hãy comment giúp mình là bạn đang học cái video này à, hoặc là à, bạn hiểu hay bạn không hiểu hay là như thế nào đó thì mình cũng mong có sự tương tác của các bạn với lại nữa thì các bạn đừng chỉ ngồi nghe mình nói không hãy các bạn đừng đừng có chỉ copy code không mà các bạn hãy ngồi xuống gõ lại những cái bài tập này vì khi gõ thì các bạn mới nhớ được với mình lộ trình đưa ra cho các bạn đó là học từng bài từng bài nhưng mà học tới đâu thì hiểu tới đó và nhớ nhớ hay không nhớ thì cái câu chuyện nó tính sao vì các bạn có thể quên nhưng mà đôi lúc các bạn cần nó thì các bạn có thể đi tìm kiếm được ở một đâu ở một cái khu vực nào đó trên mạng internet à, nhưng các bạn phải hiểu rõ các bạn chất vấn đề còn các bạn đừng đừng có kéo thả những cái thành phần ở trên netbin hay là gì đó các bạn kéo bật bật bật, bật ra là nó ra được kết quả ra cái nút ngay nhưng các bạn không hiểu rõ cái bản chất nó là như thế nào nó phát sinh ra một cái nuôi code rồi các bạn sẽ đọc không nổi đâu ok cảm ơn các bạn chào tạm biệt các bạn, bạn hẹn gặp lại nha xin chào